Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn channel của mình là Nguyễn Hữu Thắng. Thì hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cách làm một cái hiệu ứng ảnh rất là thì đây, đây là ảnh mảnh ghép, ghép tạo bức ảnh như là một cái miếng ghép xếp hình vậy đấy. Đấy, thì hiệu ứng này cũng không biết có nổi chưa nữa, mình cũng không biết, thấy người ta làm nhiều nên bắt chước làm theo. Đấy, thì chúng ta bắt đầu vô bài hướng dẫn video. Thì mấy bây giờ mình không ra video vì mình bận học với mình bận một số công chuyện khác, mong các bạn thông cảm cho. Ok, chúng ta bắt đầu vô luôn. Thì ok, đầu tiên các bạn mở cho mình cái mốc cái file BSD mà mình để dưới phần mô tả, các bạn có thể lau về làm cho nó nhanh nha. Làm thì đấy, sau khi mở lên cái file BSD mình đã gửi dưới thì nó sẽ ra cái này. Sau đó các bạn chọn, các bạn thấy cái hình cái mắt màu đỏ đây nè, đấy các bạn chọn phân mục này đó. Rồi mở, rồi nhấn vào cái mũi tên ngang này, sau đó nhấn vô cái file cái hình ảnh đầu tiên đây này, đấy nhấn cái đúp hai lần, nhấn cái đúp hai lần nha. Sau đó nó đợi nó load thì nó sẽ hiện ra một cái tab mới như thế này. Thì các bạn play vô cái ảnh mà mình muốn tạo hiệu ứng. Đây mình sẽ để cái ảnh hình trang cá nhân của mình, rồi sau đó kéo bự ra. Chiều đây, rồi nhấn Enter. Đó, sau đó chúng ta vào file chọn save để cho nó lưu lại cái hình ảnh đó, các bạn đợi cho nó đọc update smart thread. Mình sẽ skip qua cái phần đoạn này. Thì ok, sau khi lưu xong update in smart thread xong thì chúng ta tắt cái tab này đi, thì nó sẽ chuyển cho các ta chúng ta như thế này. Đó, thì cái hàm này thì rất là nhanh gọn. Còn cái file bên đây mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể đeo về làm cho nó nhanh, đăng lên Facebook đấy, để cho nó chút nữa mà. Đó, thì ok, nó còn thấy cái video hướng dẫn của mình hay thì nhớ cho mình một like, share, subscribe mình động lực làm tiếp cái video, và có thể nhấn vào quảng cáo cho video để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.